văn Maxim Gorky đã nói: sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói này khẳng định vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức của con người. Ngày nay, cả nhân loại đang trên đường hướng đến một xã hội học tập. Vì vậy, sách trở thành một phương tiện quan trọng để con người đến với tri thức. Càng ngày, sách càng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của mình đối với đời sống nhân loại. Sách cung cấp cho con người những hiểu biết, những tri thức về mọi lĩnh vực của đời sống. Vượt thời gian và vượt không gian, sách có thể đưa ta đến với quá khứ, hiện tại và tương lai. Sách cho ta hiểu biết về chính mình. Đọc quyển sách tốt, ta được bồi đắp thêm về tâm hồn, tình cảm. Ta biết thành tựu của thế hệ đi trước để phấn đấu vượt qua. Đúng vậy đó các bạn, sách rất quan trọng và bổ ích đối với cuộc sống của chúng ta. Vậy nên những lúc có thời gian rảnh mình đều đọc sách để mở mang kiến thức và tìm hiểu những điều mới lạ. Còn em thì sao không? Em có thích đọc sách không? Dạ có chị, em cũng rất thích đọc sách. Nó như là sở thích từ bé đến giờ của em vậy. Cũng chính vì điều này, em đã chọn trở thành một nhân viên thư viện để thỏa niềm đam mê đọc sách đó chị. À, vậy chắc là em đã được đọc rất nhiều bộ sách hay rồi. Em có thể giới thiệu cho chị một bộ sách mà em tâm đắc để cho chị cùng đọc được không? Dạ, vậy chị đã nghe qua bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan chưa? Bộ sách này chị đã được đọc qua rồi. Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan gồm 10 cuốn, Thói quen tốt theo tôi trọn đời, Là một người biết ơn, Là một người trung thực, Tôi là chế ngự đại vương, Việc học không hề đáng sợ, Là một người bao dung, Thực ra tôi rất giỏi, Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi, Dũng cảm đối mặt với khó khăn, Việc của mình tự mình làm. Mỗi cuốn sách là một chủ đề mang tới rất nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa, tạo cho trẻ những góc nhìn đa dạng về học tập, tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin, lòng trung thực, lòng biết ơn. Ngôn từ trong sách ấm áp, gần gũi, hình ảnh tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi từ 6 đến 12 tuổi, góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ, biến những lý lẽ thành niềm tin, để từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp, từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen hết mình trong cuộc sống. Trong những cuốn sách đó, em ấn tượng nhất đó chính là cuốn Việc học không hề đáng sợ. Còn chị thì sao? Mới đọc phụ đề cuốn sách là Việc học không hề đáng sợ đã làm cho chị liên tưởng đến các bạn nhỏ hiện nay. Vẫn còn có nhiều bạn là chỉ thích chơi, không có ham mê trong học tập. Còn có những bạn là không thích làm việc nhà mà chỉ muốn bố mẹ chăm lo phục vụ cho mọi thứ. Cuốn Việc học không hề đáng sợ rất cần cho những bạn chưa chăm học, ham chơi, giúp cho các bạn nhận thức được việc học không hề đáng sợ với các bạn nữ. Việc học giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức, chúng ta có thể học bằng nhiều cách khác nhau, học ở trường, học ở bạn bè và học trong sách vở. Cuốn sách Việc học không hề đáng sợ của tác giả Trương Cần, dịch giả Bích Phương, được nhà xuất bản Dân Chí xuất bản vào năm 2021, dày 127 trang và được in trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm. Lời mở đầu của cuốn sách cho chúng ta biết rằng chính sách là người bạn thân thiết trên con đường trưởng thành của trẻ, cũng là một phương pháp tốt để trẻ học tập những kiến thức mới. Mỗi sự vật trên thế gian này đều có vị trí, vai trò khác nhau, và con người cũng không ngoại lệ. Có thể ngoại hình của bạn không xuất sắc, có thể bạn cũng chẳng thông minh hơn người, nhưng hãy ghi nhớ, bạn chính là bạn, là độc nhất vô nhị, là cá thể riêng biệt trên thế giới này. Bạn cần tin rằng trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Vì vậy hãy sống tốt, chân thực với bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ tạo nên một tương lai rực rỡ. Xuyên suốt cuốn sách Việc học không hề đáng sợ gồm 54 câu chuyện, mỗi câu chuyện lại mang ý nghĩa khác nhau, giúp ta hiểu rằng cho dù ở thời đại nào, con người cũng không ngừng vươn lên khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù nghèo khó, gian khổ hay bế tắc, nhưng bạn hãy cố gắng, nỗ lực, chắc chắn bạn sẽ thành công. Cùng đọc câu chuyện Niềm vui đọc sách để nghe kể về nhân vật Heaton, sinh ra trong một gia đình nghèo khó,
Anh không được đến trường, cả ngày lang thang và nhiễm những thói quen xấu, phải kiếm sống qua ngày bằng nhiều công việc khác nhau. Anh rất ham mê đọc sách, nhưng không đủ tiền mua, nên chỉ dạo quanh những cửa hàng sách và đọc từng đoạn để ghi nhớ lại. Lâu dần, anh đã tích lũy được nguồn kiến thức văn hóa sâu rộng. Năm 28 tuổi, anh đã viết và cho ra cuốn sách của mình. Chúng ta thấy, Heaton không bị khó khăn và nghèo đói quật ngã. Ngược lại, anh đã kiên cường chăm chỉ học tập và thay đổi số phận của mình. Hãy tin vào sức mạnh của học tập, tri thức sẽ mang lại sức mạnh cho bạn. Như Thomas Edison đã từng nói, thiên tài có 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi. Từ nhỏ, ông đã là một cậu bé ham học hỏi. Chỉ cần đối diện những hiện tượng thường gặp trong đời sống hàng ngày, ông đã kiểm nghiệm nhiều ý tưởng mới lạ, bồi dưỡng khả năng tư duy và không lâu sau đã xây dựng được phòng thí nghiệm đầu tiên trong chính căn hầm của gia đình. Còn câu chuyện Lưu Bá Thừa bướng bỉnh đã cho chúng ta bài học. Tình thương của mẹ luôn vĩ đại, nó có thể khiến một đứa trẻ bướng bỉnh nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa. Trong việc nuôi dạy trẻ, bậc cha mẹ không cần phải lúc nào cũng sử dụng biện pháp cứng rắn. Đôi khi cách làm mềm mỏng lại giúp chúng nhận thức được sai lầm và tự tìm cách khắc phục. Cuốn sách Việc học không hề đáng sợ nói riêng và bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan nói chung rất có ý nghĩa tới sự phát triển tâm hồn tính cách đẹp của trẻ. Còn rất nhiều các câu chuyện hay nữa trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan và đặc biệt là cuốn sách Việc học không hề đáng sợ. Quý phụ huynh và các bạn nhỏ hãy tìm đọc nhé. Cô tin chắc rằng những quyển sách này sẽ là người bạn đồng hành tốt để giúp các bạn nhỏ trưởng thành và vươn lên bậc thầy thành công.